Trending video. Em mệt không? Dạ không lắm. Em xin phép chui nhà vệ sinh đi thôi. Dạ. Cô là ai vậy? Cô có biết tôi là ai không? Tôi là vợ của Đất Bon đó. Hồ Ly Tinh. Cô không có đáng được gọi là vợ đâu. Cô chỉ là một đứa dễ dãi, muốn gặp với các ông chủ có nhiều tiền. Thật ra là cũng vì tiền mà thôi. Ở khu nhà của tôi gọi là gái bán quà đó. Cô cũng là gái bán quà, đâu có khác gì tôi đâu chứ. Làm như cao quý lắm. Hôm nay tôi đánh cho lên mặt luôn cho coi. Để coi anh ấy còn yêu cô nữa hay không. Con mày. Chạy đi. Cao cô chơi. Có chuyện gì? Mày đánh tao nữa đi. Tại sao cô làm vậy? Em không chịu nổi. Em không muốn anh có người khác. Anh là của một mình em mà. Tôi không phải của cô. Cô chấp nhận ngủ với tôi vì tiền. Tôi cũng trả tiền rồi. Mọi chuyện coi như chấm dứt. Nhưng mà em yêu anh thật mà. Yêu tôi sao? Cô gái dễ dãi như cô không biết yêu là gì đâu. Cô nói vậy để tôi tiếp tục nuôi cô, để tôi mua quần áo, giày dép, túi xách cho cô. Tôi thừa nhận tôi từng thích cô vì sự mạnh dạn của cô làm cho tôi vui vẻ. Nhưng bây giờ cô to gan quá rồi. Tôi là ai hả? Vị trí của tôi ra sao? Việc cô đánh nhau với người khác còn nhắc tới tên tôi, làm tôi trở thành trò cười, mất hết danh dự. Tôi có được ngày hôm nay không phải chuyện dễ dàng, nhưng mọi thứ bị phá hoại vì sự bướng bỉnh của cô. Em cầu xin anh mà. Em làm vậy là chỉ muốn giữ anh cho riêng em thôi. Giữ hả? Tôi cũng giữ vậy đó. Nhưng tôi không giữ cho cô. Tôi phải giữ cho danh dự và mặt mũi của tôi. Em xin lỗi anh. Em sẽ không làm vậy nữa. Em xin lỗi. Nếu gây chuyện ở chỗ khác thì tôi không nói. Nhưng cô gây chuyện ở nơi nhiều người biết tôi, tôi không thể tha thứ. Em xin lỗi anh. Nhớ kỹ, từ bây giờ trở đi đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Cô và tôi chấm dứt. Em xin lỗi. Lo đi ngủ sớm để dưỡng nhan nghe chưa. Trời ơi. Ôi.
vậy? Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh đi. Chết à. Ôi Cha La, đêm nay cho mình ngủ chung nha. Mình không có muốn nói cho mẹ biết chút xíu nào hết á. Ôi à, đừng lo cho mình nữa. Đau chút à. Bị tới vậy mà còn nói là không sao nữa hả ôi? Thì chỉ bị chó cắn thôi. Tóm lại là cậu không nói đúng không? Ai làm vậy? Mình nói rồi mà, mình bị chó cắn. Nếu cậu không muốn nói là ai đã làm thì nói thử coi. Tại sao họ lại đánh cậu tới mức này chứ? Mình đã đá chén cơm của con chó khi mà nó chưa ăn no, cho nên là nó mới cắn. Chỉ vậy thôi. Ôi Cha La, Cha La đừng sống như vậy tới chết nghe chưa. Cha La phải đứng dậy, phải thoát khỏi vị trí vợ bé này. Thì mình cũng đang cố gắng đi. Ngày mai thi rồi có phải không? Phải làm được nha Cha La. Mình tin bầu trời sau cơn mưa của cậu sẽ cực kỳ tươi sáng. Mình cũng rất hy vọng cuộc đời của mình sẽ có ngày thấy được bầu trời tươi sáng.